Sa-ma-qua Địa hồ tuôn phàm ở cõi đời này, có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không, hãy đến lễ Đức Phật thị hiện độ chúng sanh, được đến lễ và cúng dường. Mong với hạnh lành này chúng sanh được hạnh phúc. Ya ni tháp u ta ni samai ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đề quá ma nu sa phu chi tăng thầm măng nam ma sa ma tu wa chi hồ tuôn phàm ở quả đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không, hãy đánh lễ chánh pháp đạo chướng mê khai ngộ, được chư thiên nhân loại đánh lễ và cúng dường. Mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Ya ni tháp phu ta ni samai ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đề quá ma nô sa phu chi tăng sằng căng nam ma sa ma su wa thi hồ tuôn phàm ở quả đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ chúng tăng tiếp Phật độ chúng sinh, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Tề Thà Lạt Thà Sukita Vrunha Bồ Tát Sa Sne Roga Sukita Ho Tha Sa Sabbe Hị Nhà Tị Phi. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thủ lành thai. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Đồng vương thần lực có nhiều, đồng sinh quán hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con quy thủ đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Văn kinh chi cu sa la cam mang cách tắp bằng kỳ ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng về sát ta sanh nhi nô át thi về cha sát ta sanh nhi nô ca tăng quân nhã pha lăng mây hằng sắp bề pha ghi pha quanh tu tê về tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng quân nhã pha lăng ma già về cha tát tha na cha nan đi đề qua gần tòa ni quê đa dụng sắp bề lô cầm hi về sát ta trì quan ta ha ra hệ tu ca ma nhuần nhằn phù cha năng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà. Chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hậu mạch ngay. Có người làm phước được rài lại đem hồi hướng. Hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lạnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cũng dường, quá thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng quá ta mê buôn nhăn a sa quát ca già quá hàng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền quy giới cho đạo tràng chúng con. Và con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin nhường mic lại cô Chôn Nhật Quỳnh để cô điều họp chương trình hôm nay. Và xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh.
Metta. Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn chị Metta Như Quang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiên Vũ. Thiên Vũ. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn chị Metta đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài tương ưng kinh do Thượng Tọa Pháp Thanh giảng dạy. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Thượng Tọa giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Nam mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha sa nak mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha sa nak mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành rải tản mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăn thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ con đã thấy Thượng Tọa Pháp Thanh đưa cái đề tài lên. Dạ, con xin đọc chánh văn trước khi con cung thỉnh sư thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Như Quang. 24. Bốn La Mã phẩm quần tiên. Một La Mã với người thiện. Một như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở sau Quá Thi Xá Vệ Jetavana tháng 5 tại vườn ông Anathapindika cấp cô độc. Rồi rất nhiều quần tiên Satuklapha sau khi đêm đã gần mạng với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên một vị thiên nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, được tốt hơn không xấu. Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, được tuệ không gì khác. Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, không sầu giữa sầu muộn.
Hãy thân với người lành, hãy gần với người thiện, biết diệu pháp. Người hiền, chúng sanh, sanh thiện thú. Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp. Người hiền, chúng sanh thường hưởng lạc. Rồi một vị thiên khác bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, trong tất cả vị ấy, ai đã nói lên một cách tốt đẹp về vấn đề này? Tất cả các ông đều nói lên một cách tốt đẹp. Tuy vậy, hãy nghe lời ta nói. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp. Người hiền giải thoát mọi khổ đau. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, quần tiên ấy hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn dạy. Nam Mô Bích Tha Giá. Còn câu thứ 9. Rồi một vị thiên khác bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, trong bạch Thế Tôn, trong tất cả vị ấy, ai đã nói lên một cách tốt đẹp vấn đề này? Tất cả các ông đều nói lên một cách tốt đẹp. Tuy vậy, hãy nghe lời ta nói. Vậy là ở bên máy của Nhật Quỳnh đã đánh số sai. Dạ, cảm ơn Như Quang. Dạ, con đã đọc xong rồi ạ. Đã, con đã đọc phần chánh kinh đã xong. Nam Mô Bích Tha Giá. Con xin thay mặt đạo tràng. Dạ, bởi vì ở trong cái bài của Nhật Quỳnh thì có số 7 và câu cuối là số 8. Còn ở bài của Như Quang thì không có số 7 mà nó đi đến số 9. Dạ, nhưng mà câu thì nó giống nhau. Dạ, kính mong đạo hòa tràng quan hỷ. Do ở trong cái bài kinh của cái bài thì nó... dạ, rồi cảm ơn Như Quang. Dạ, thành ra nó hơi chật một chút, nhưng mà không sao. Dạ, câu văn thì đúng y. Dạ, không có sai khác gì hết. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Dạ, bài học ngày hôm nay rất là dài, nó không giống như mọi khi. Dạ, chúng con cũng hơi khó hiểu một chút. Dạ, con cung thỉnh sư giảng dạy rộng rãi hơn để cho chúng con được hiểu ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sằng Hà Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. À, kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Thì trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, hướng về tam bảo, làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bày gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo. Pháp bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại, ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng.
các ngài là mô phạm quần sanh cho phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể can ngang, kính chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, an vui, những thiện lành trong đời sống, phát sanh hộ độ cho quý vị thoát qua những tai ương bệnh tật. Cầu mong tất cả vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, cảm ơn cô Như Quang cũng như cô Nhật Quỳnh rất là nhiều đã post bài và đã đọc phần chánh kinh. Sip Kim có thắc mắc là tại sao không có số 7. Tại ở đây, tại nhà in in nhảy cái số, thay vì tới cái đoạn số 6 rồi tới đoạn số 7 thì ta sắp lộn số, cho nên là đoạn thứ 8, đoạn thứ 9 mà không có đoạn thứ 7. Thì quý vị nhớ sửa lại chút thôi. Tại vì cái này thì hồi xưa là người ta in bằng offset á, tức là cái người công nhân người ta sắp chữ. Người ta sắp chữ rồi ta in, chứ không phải in như điện tử vi tính như thời bây giờ. Cho nên là trong cái công việc làm của các cái anh các chị, các chú các bác công nhân thì nó cũng có sơ xuất một chút. Ra quý vị quan hỷ. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần nội dung. Thì cái phẩm này, phẩm thứ tư, có cái tựa là quần tiên. Ở đây tức là hồi xưa, hồi những cái bài, những cái chương trước thì chỉ có một vị chư thiên nói lên hoặc là đặt những cái câu hỏi, những cái nghi vấn để Đức Thế Tôn giải đáp. Thì bây giờ là trong cái phẩm này đó, là các ngài sắp xếp là những cái câu hỏi của một nhóm nhiều vị, khoảng từ 3-4 vị, 5-6 vị trở lên. Cho nên cái phẩm này gọi là quần tiên, tức là một nhóm các cái vị chư thiên. Thì quý vị biết rằng nhiều cái câu chuyện, nhiều cái bài kinh xuất phát từ ở Kỳ Viên hay là Thắng Lâm, Về Tấu Á Ná. Cái nguồn gốc, cái đất là do ông Cấp Cô Độc Anatha Bendika dân cúng. Còn cái vườn cây thì do Thái tử Kỳ Đà. Cho nên là gọi là Thắng Lâm hay là Kỳ Viên hay là do hai vị đại thí chủ này dân cúng. Nó ở Xá Vệ Sa Quá Thí. Thì thường thường á, những cái vị chư thiên hay phạm thiên khi mà xuống đảnh lễ Đức Phật để hỏi những cái điều thắc mắc, thì thường thường là vào cái canh cuối, họ chờ cho ở dưới này nhân loại là yên nghỉ hết rồi đó. Lúc đó là cái không gian tịch mịch, yên lặng, không có sự ồn ào quấy nhiễu, không có nhiều người. Thường thường là nhân loại là coi như là đến mà cái canh giữa đó. Canh giữa tức là độ khoảng chừng từ 12 giờ cho tới 2 giờ đó, thì người ta đã ngủ hết rồi. Cho nên là không có sự dòm ngó của các cái vị người phàm
hoặc là chư tỳ khu cũng đã ngủ nghỉ hết rồi. Cho nên lúc đó, thì các cái vị Phạm Thiên hoặc là các cái vị chư thiên họ mới đến, họ đảnh để Đức Phật, và họ nói lên những cái lời kệ. Thì ở trong đây các cái vị chư thiên đã nói lên những cái văn kệ. Vị thứ nhất thì nói lên là hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, được tốt hơn không xấu. Thì những cái đoạn này nó trùng lặp với nhau, nó chỉ khác cái câu cuối. Rồi tới cái đoạn thứ hai là được tuệ không gì khác. Đoạn thứ ba là không sầu giữa sầu muộn. Đoạn tư là chúng sanh sanh thiện thú. Đoạn thứ năm là chúng sanh thường hưởng lạc. Thì cái đoạn cuối đó, Đức Phật mới nói là kết luận lại đó, hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, giải thoát mọi khổ đau. Thì cái đoạn kết này đó là nó chứa đựng tất cả những cái ý nghĩ của các cái vị chư thiền đã nói trong đoạn trên. Gần người hiền thì được tốt không xấu, gần người hiền thì được tuệ, rồi gần người hiền thì không sầu giữa sầu muộn, gần người hiền thì chúng sanh sanh thiện thú, gần người hiền thì chúng sanh thường hưởng lạc. Ra ở đây đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật trong bài kinh, nhiều bài kinh thì Đức Phật nói lên cái vấn đề mà chúng ta nghe được diệu pháp là sao? Khởi đầu là chúng ta phải có một cái niềm tin, có một cái niềm tin về giáo pháp, về những cái pháp thực hành chân chánh. Thì phải có một cái niềm tin mạnh mẽ về cái chánh tín đó. Nó khởi lên thì bắt đầu quý vị mới tìm đến những bậc thiện trí thức để mà lắng nghe, để mà học hỏi. Còn nếu mà đa phần thế gian đó, thì họ có niềm tin mà tà tính đó. Họ đi đến núi, đến non cầu khấn gian sinh, họ đi đến mấy ông thầy pháp để trấn yểm, để cúng tế thế này thì khác. Cho nên đó, là điều hết sức là quan trọng trong đời sống là phải có trí tuệ phân biệt được điều đúng, điều sai, những phương pháp nào lợi ích, những phương pháp nào không có đem đến cái lợi ích. Rồi suy tư, suy luận, từ bỏ những cái nó không đúng theo cái giáo lý, theo những cái định luật, để chúng ta tìm ra một cái con đường đúng đắn. Và khi mà có tìm ra được cái con đường đúng đắn thì chúng ta mới tìm đến để thân cận. Đó. Thì cái niềm tin á, khởi đầu cái niềm tin là phải có một cái đối tượng, một cái đối tượng tốt đẹp để chúng ta đặt cái niềm tin. Thì nhiều người họ đặt cái niềm tin vào Đức Phật,
À, do gì? Có khi á, lúc đầu cái sự tịnh tính của họ đó, qua cái dung sắc, khi mà họ thấy Đức Phật là có 32 tướng tốt, thế này thành ra rồi người ta khởi lên một cái niềm tin. Qua cái dung sắc là họ nghĩ là cái người này là một cái người một bậc siêu phàm, có một cái dung mạo khác hơn tất cả những cái người khác, cho nên người ta khởi cái lòng tịnh tính từ cái dung sắc bên ngoài trước. Rồi sao? Có người thì họ khởi lên cái niềm tịnh tính khi mà họ đã nghe lan truyền về cái lời dạy của Đức Phật. Họ khởi lên cái niềm tin là đây là cái vị thiện trí thức cao cả ở trong thế gian, hướng dẫn những cái pháp đem đến sự an vui. Cho nên những người này họ khởi lên một cái sự tỉnh tính, cái niềm tin, họ đi đến để gặp Đức Phật. Rồi cái trường hợp thứ ba đó là những chúng sanh đã từng tạo trữ những công đức phước báo, những cái duyên lành, thì những người này đó họ cái niềm tin họ tốt hơn một chút, tức là với cái trí tuệ, với trí tuệ họ biết rằng là đây là một cái bậc đã hoàn toàn giải thoát, có thể giảng dạy những cái phương pháp cao siêu để đi đến giải thoát những khổ đau trong thế gian. Rồi từ đó mà họ có một cái niềm tin để lắng nghe lời của Đức Phật dạy. Thì có nhiều khi thì tùy theo nhân duyên, có những chúng sanh có duyên lành thì họ đến họ đặt niềm tin vào Đức Phật, nhưng mà cũng có những chúng sanh đặt cái niềm tin đối với các cái bậc thánh thinh văn. Nhưng mà nói chung tất cả các vị thánh nhân đều là bậc thiện trí, đều là bậc thiện trí thức. Thì khi mà chúng ta đi đến gặp các cái bậc thánh nhân thì chúng ta sẽ được hưởng những cái sự an vui qua cái lời hướng dẫn chỉ dạy của các ngài. Thì quý vị thấy rằng đó, thường thường đó, trong những cái cuộc lễ người ta hay đốt cái nhang hoặc cái trầm, tại vì cái mùi hương nó sẽ lan tỏa trong cái khoảng không gian của cái chánh điện, của nơi mà chúng ta thờ tự. Thì khi mà có được một cái không gian tĩnh lặng, rồi khói hương quyện tỏa, làm cho chúng ta tăng trưởng thêm. Tại vì cái khung cảnh bên ngoài nó sẽ hỗ trợ cho cái tâm của chúng ta ở bên trong. Nó có một cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Tại sao mà những chỗ đó thường hay bài trí cây tượng Phật? Thì các chúng sanh phàm nhân thường thường là người ta phải có một cái điểm tựa, giống như chiếc thuyền lâu nay nó trôi lên đên ở trên biển, bây giờ muốn dừng lại đó, thì nó phải có một cái neo, một cái trụ để buộc
giữ cái chiếc thuyền nó đứng yên. Thì trước đó thì cái tâm của chúng ta đó là nó luôn luôn nó chao động, nó loạn động, nó chạy theo trần cảnh bên ngoài, suy nghĩ tính toán, cơm áo gạo tiền, rồi tất cả những cái đời sống ở bên ngoài, những cái toan tính lo âu, lo cho bản thân, lo cho gia đình, lo cho quyến thuộc, lo cho tài sản, lo địa vị, đủ thứ hết. Cái tâm của chúng ta nó luôn luôn nó không ngừng để mà nó suy nghĩ tính toán. Cho nên là với những cái người Phật tử sơ cơ thì phải có một cái đối tượng cao quý để đặt cái niềm tin. Cho nên á, thường thường là các chùa đều làm những cái tượng Phật, cái gì để cho cái những người mà đến họ có thấy được cái tượng Phật, cái khung cảnh nó trang nghiêm, rồi người ta khởi lên cái niềm tin. Quý vị thấy á, thì chúng sanh là nó rất nhiều, đa dạng. Có người thì thích cái tượng Phật ở trong chánh điện, nhưng mà cũng có người thích những cái tượng Phật để dưới cội cây Bồ đề, hay là tạo tác những cái cảnh chuyển pháp luân, hay là cái Phật cảnh Bồ Tát đẳng sanh, Đức Phật Niết Bàn, vân vân. Tại vì á, mỗi người, mỗi chúng sanh nó có cái tâm tánh riêng khác nhau. Cho nên á, là có nhiều khi những cái chùa tạo nhiều cái Phật cảnh để gì? Để cho cái người Phật tử họ đến. Có những người Phật tử sơ cơ họ đâu, lần đầu tiên họ đến chùa đó, họ đâu dám đi thẳng vào trong chánh điện đâu. Họ có thể ngồi những cái Phật cảnh bên ngoài để họ quan sát cái sinh hoạt ở chùa, rồi họ xem xét cái tâm của họ chẳng hạn. Từ đó nhiều lần họ đến chùa, rồi lần lần họ bạo dạn hơn, mạnh mẽ hơn, họ mới đi vào trong chánh điện, để bắt đầu mới nghe pháp, nghe người ta tụng kinh hay kia nọ đó. Rồi sau khi mà họ tìm hiểu được rồi đó, họ mới dám xin quy y, rồi gìn giữ ngũ giới để trở thành người Phật tử, người cận sự nam, cận sự nữ. Cho nên á, các pháp là nó đi từng bước, nhưng mà không phải ai thì cũng vậy. Tại vì có những chúng sanh á, do cái duyên nghiệp của mỗi người, có những người á, là qua những kiếp quá khứ cũng đã từng nghe, từng học, từng hành. Cho nên bây giờ những chúng sanh đó thì họ bạo dạn hơn, họ không phải trải qua từng bước như vậy, không phải phải vô lớp báo qua lớp 1. Mà bây giờ cái đó người ta đã học xong rồi, người ta đã trải qua rồi. Cho nên có những chúng sanh là đi thẳng, vô lớp 2, vô lớp 3, vân vân. Đó tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh. Nhưng mà điều cái ở đây mình thấy là nó phải đi từng bước như vậy. Rồi khi mà đầu tiên hết là chúng ta đến chùa thì gì? Nó sẽ tốt hơn. Tốt hơn ở đây á, tại vì chúng ta ngoài đời chúng ta thường hay gì? Đi đến chợ búa nè, đi đến những cái
chỗ mà chúng ta làm, vân vân. Chưa kể những cái trường hợp mà đi đến những cái nơi trà đình tủ điếm này kia nọ đó. Thành ra đó, đến chùa gần những người hiền thì tốt hơn. Tốt hơn cái này có sự so sánh giữa những cái chốn mà nó tạo cho chúng ta cái điều kiện để mà tham sân sân trưởng. Còn đến đây thì chúng ta tạm thời những cái phiền não nó tạm thời lắng dịu. Chúng ta được nghe sự chỉ dạy, chúng ta tìm hiểu những điều mà trước nay mình chưa có học hỏi. Đó, từ đó thì cái trí tuệ, cái kiến thức về Phật pháp chúng ta dần 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 nó được phát triển lên. Chúng ta phân biệt được điều thiện, điều bất thiện, điều nào nên thực hành, điều nào nên tránh xa. Rồi từ đó chúng ta mới suy tư, xem xét, so sánh. Không? Bây giờ mình nếu mà mình bị bạn bè nó lôi cuốn, nó rủ rê, thì mình đi xem hát này. Mình đi vô quán cà phê, mình đi đến những cái quán mà ăn nhậu kia nọ thì sao? Cái đó nó xấu chứ không bao giờ tốt hết. Đi xem phim để gì? Để cái tâm của chúng ta nó chạy theo cái trần cảnh, nó bị lôi cuốn vào những cái tình tiết của cái bộ phim. Tức là cái lúc đó cái tâm mình nó loạn động, nó chạy ra bên ngoài. Đó, mình vui, mình buồn theo những cái nhân vật. Ví dụ những cái tuồng tích mà nó có tình tiết lâm ly bi ai, thì cái tâm của mình nó sầu muộn. Có khi có nhiều người họ bị cuốn hút mà khóc luôn. Ở trên sân khấu cái nhân vật đó khổ sở thế này thế khác, khóc la, thì làm cho cái tâm của chúng ta bị cuốn hút rồi đó. Ở ngoài thực tế mình đã khổ rồi, đi vô mình coi những cái phim, những cái tuồng tích như là gì đó, Phạm Công Cúc Qua Thoại Khăn Châu Tấn rồi đó. Sư nhớ hồi còn nhỏ đó, lâu lâu có những cái tuồng tích đó thì mấy người lớn tuổi thích lắm. Ta thích coi những cái tuồng tích đó để chi? Để vui buồn, để thấy cái sự khổ đau của các nhân vật trong đó bị lôi cuốn, cuốn hút vô đó mà mình không có biết. Thành ra đó, khi mà chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta đến chùa, chúng ta lễ bái, tụng kinh, khi chúng ta tụng kinh chúng ta chú tâm vô những cái ý nghĩa của từng câu kinh, thì sao? Nó làm cho cái tâm của chúng ta nó lắng dịu tất cả những cái phiền não. Còn những cái kia đó thì nó làm cho cái phiền não tăng trưởng thêm. Cho nên là lợi ích tốt khi mà chúng ta gần những cái người hiền. Còn nếu mà chúng ta đến những cái nơi mà đầy rẫy những cái sự lôi cuốn của thế gian thì cái tâm của chúng ta nó càng khổ đau hơn. Rồi khi mà chúng ta gần người hiền thì chúng ta có sự hiểu biết, tức là có trí tuệ. Lâu nay đó, mình cứ nghĩ cái điều đó là tốt, điều đó là đúng. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu biết về Phật pháp, chúng ta sẽ biết cái đó nó đúng hay là nó không đúng theo cái lời dạy của Đức Phật. Để chúng ta có sân khởi những cái trí tuệ
của thiện pháp. À, cho nên nói là khi mà chúng ta gần các cái bậc trưởng lão, các bậc thiện trí thức, à, có những cái trí tuệ, những cái kinh nghiệm trong giáo pháp, à, thì chúng ta sẽ đem đến được cái lợi ích. À, thành ra đó, ta nói sao? À, khi mà chúng ta gần gũi những cái bậc thiện trí thức, à, qua một đêm, à, bằng chúng ta đọc sách 10 năm. Ở đây đó, các ngài đã học kinh, học pháp, à, có những cái kiến thức, hiểu biết. À, cho nên là khi mà chúng ta, à, gặp thân cận, gần gũi, chúng ta nói lên những cái thắc mắc, những cái điều mà mình chưa có thấu đáo, chưa có tường tận, được các ngài giảng giải chỉ dẫn, à, qua sự kinh nghiệm học hỏi, qua kinh nghiệm tu tập, à, thì cái đó, lúc đó đó, những kinh nghiệm của chúng ta phát triển. À, cho nên đó là thầy chúng ta phải tìm hiểu, học hỏi những cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh tạng hay là luật tạng. À, mà nếu mà chúng ta dạ nêu lên những cái thắc mắc đó được các ngài giải thích, à, thì chúng ta đỡ phải vất vả, phải học hỏi. À, cho nên đó, là nó lợi ích từ chỗ đó. À, các ngài chỉ dẫn, à, mở ra những cái điều mà chúng ta đang thắc mắc, à, chưa thấu đáo, à, thì chúng ta sẽ được hiểu biết một cách tường tận tốt đẹp. Cho nên từ đó mà cái trí tuệ, cái sự hiểu biết, à, về giáo pháp chúng ta nó được tốt đẹp hơn. À, thành ra đó, khi mà chúng ta lắng tâm, chú tâm nghe pháp, à, thì chúng ta sẽ nghe được những điều mà mình chưa từng nghe. À, mở mang những cái kiến thức, kiến giải nó rộng hơn. Và sao? Chúng ta nghe lại những điều mà mình từng nghe. À, có những điều mà quý vị đã nghe nhưng mà nó chưa thấu đáo. À, bây giờ mình nghe lại đó, thì cái trí tuệ mình nó sâu xa hơn, nó nhớ lại, à, nó được mở rộng thêm, và nó nhớ lại những cái điều mà mình đã học, thì có điều đó là cái điều rất là quý báu, à, cho cái trí tuệ của mình. Rồi, à, khi mà chúng ta nghe, chúng ta biết thì sao? Chúng ta hiểu rõ được về cái định luật nhân quả nghiệp báo của mỗi chúng sanh. Tất cả chúng sanh thì nó có những cái nghiệp tương đồng. À, cho nên nó cộng trú với nhau, à, ở trong một cái gia đình, à, trong một cái xã hội, trong một cái quốc độ. Nhưng trong đó, đó mỗi chúng sanh nó có cái biệt nghiệp riêng. Đúng không? Thành ra ở trong gia đình, ở trong dòng tộc, quý vị nhìn kỹ coi, đâu có ai cái nghiệp giống ai. À, nếu mà nói theo cái định luật của y học, à, theo cái gọi là cái di truyền, thì tại sao mà trong dòng tộc đó hồi đó giờ chưa từng có những cái người là thần đồng, à, những người có một cái hiểu biết, à, siêu phàm, à, tự nhiên bây giờ có một đứa bé này đó, ở trong gia đình đó, trong dòng tộc đó,
có một đứa bé tự nhiên là nó nổi trội hơn, đúng không? Thành ra đó, chúng ta vẫn biết là do những cái duyên nghiệp này nè, nó đưa đẩy gặp nhau. Nhưng mà có những chúng sanh á, có cái biệt nghiệp riêng, có nghiệp biệt riêng nó nổi trội hơn. Có khi là thiện, cũng khi là bất thiện. Rồi, tất cả các pháp nó vận hành, chúng ta không thể nào muốn mà được, chúng ta không thể điều khiển nó. Thì từ đó đó, khi mà chúng ta biết rõ về cái định luật về nghiệp báo, thì chúng ta sẽ không có than trời trách đất khi mà rơi vào những cái hoàn cảnh không thuận lợi, rồi không có cái tâm cống cao ngã mạn khi mà chúng ta ở trong cái những cái điều kiện tốt đẹp, những cái hoàn cảnh nó hanh thông, có tài sản, có địa vị, thế này thì khác mình biết, đây là những cái nhân lành mà mình đã gieo trồng. Rồi khi mà ta rơi vào những cái cảnh khốn khó, những cái trường hợp, những hoàn cảnh bất tội nguyện, thì chúng ta cũng không trách cứ, không quá khổ đau. Mình biết là những cái nhân xấu đến cái giai đoạn nó cho quả, thì mình nếu mình biết chấp nhận vào cái hoàn cảnh đó, thì chúng ta sẽ bớt khổ đau. Còn nếu mà chúng ta không biết, do cái phiền não nó chi phối, làm cho cái tâm tư chúng ta đó tràn nhập những cái khổ đau, rồi đi đến những cái cảnh ngộ càng khổ đau nhiều hơn. Quý vị thấy có một thời gian ở Nhật, ở Hàn Quốc, cái trường hợp mà có nhiều người, những người này không phải là cái người mà mình khổ sở về cái vật chất. Những người này có một cái đời sống vật chất rất là đầy đủ, có học vị, có tiếng tâm, nhưng mà vì người ta không tìm ra được cái con đường, cho nên người ta đi đến tự sát, tự giận. Thành ra đó, khi mà chúng ta hiểu biết được những cái định luật nghiệp báo, rồi những cái quy luật sanh diệt của pháp, thì chúng ta sẽ không có quá khổ đau, không quá sợ hãi. Thì chúng ta thấy trong đời sống, cái gì nó cũng có cái quy luật của nó. Quý vị thấy ở ngoài sông là biển, nước biển, nước sông đó, mà nó lên cao theo cái quy luật của thủy triều, theo sự vận hành của quả địa cầu, của cái lực hút này, thì lúc đó, nước lên cao, nhưng mà nó lên cao sao, rồi nó phải xuống thấp, nó lên rồi nó phải rộng, chứ không thể nào mà nước mà nó đứng yên như là ở trong bình, trong lu, trong hũ, trong chai rồi kìa, mà nó phải có sự luân lưu, nó vận hành. Chứ còn nếu mà nước mà ở ngoài đó nha, nó không có thủy triều, nó không lên xuống, hay là ở trên biển mà nó không có cái dòng mà hải lưu, thì sao? Nếu mà nước nó đứng yên á, thì nó sẽ thúi. Những cái mương nào, những cái rạch nào mà nó không có thông, nó không có linh lưu được, thì nước ở đó nó sẽ trở nên ô nhiễm, vì nó không có cuốn trôi những cái chất cặn bã, nó không rửa được những cái chất ô uế, rồi nó đón nhận những cái
cái dòng nước mới. Cho nên ở thế gian là nó phải vậy. Con người ta đó, cái trí tuệ nhân tạo, cái trí tuệ của phàm nhân, nó phát triển, nhưng mà không thể nào mà dạ không biết là quý vị còn nghe âm thanh còn rõ không ạ? Nam mô Bụt Thầy á. Dạ cảm ơn cô Kim. Tại vì mấy ngày nay thì cái đường truyền á, nó hay bị trục trặc hoài. Tại vì lúc này á, thì quý vị biết là cái trên thế giới là bây giờ cái mạng sử dụng rất là nhiều. Cho nên là nó hay lâu lâu nó bị trở ngại. Dạ, có gì thì cũng xin chư tôn đức cũng như tất cả quý vị quan hỷ thông cảm. Thì quý vị thấy rằng cái thuận lợi và cái không thuận lợi nó luôn luôn nó đến nó đi, nó đến nó đi. Cho nên là có cái câu chuyện là tế ông mất ngựa. Hồi đó sư còn học thì ở trong sách giảng về cái gọi là hồi đó cái đó môn học về giảng văn, nhưng mà học về cái những cái để mà mình học những cái bài văn nào thời xưa đó, để mình biết ôn cố tri tâm, thì nói lên cái câu chuyện mà cái gia đình của một ông phú hộ này đó. Thì ổng là phú ông, ổng có hình như ổng tên Tế gì đó, gọi là Tế ông. Thì ở nhà ông ta giàu có mà, nuôi gia súc, ngựa rồi trâu bò rồi rất là nhiều. Nhưng mà bữa đó có con ngựa cái, thả nó đi ăn sao không biết, đi mất. Rồi mất, ông mới la rầy những cái người Tế ông. Ông Tế ông mới ra lầy nhà rầy những cái người nhân á. Thì ta mới nghe vậy nữa đâu. Trời ơi, tội nghiệp quá. Tế ông ở ấy sao mà ông bị mất con ngựa. Rồi mất con ngựa đâu chừng 5-10 bữa sau thì cái con ngựa này nó trở về. Mà trở về á, nó còn dẫn theo một con ngựa đực nữa. Cho nên ta nói, trời ơi, bữa đó tưởng Tế ông xui mất con ngựa, mà giờ con ngựa ông trở về nó cũng còn dẫn thêm con ngựa nữa. Té ra là hên quá. Hên quá. Xong cái cậu công tử, con của Tế ông, mới thấy con ngựa đẹp, bắt đầu muốn cởi, nhưng mà con ngựa này là nó chưa có thuần, cho nên biểu gia nhân rồi ấy rồi cậu ta leo lên cởi thì nó không chịu, hất cậu ta té xuống gãy chân. Cái người ta đột, trời ơi, tưởng đâu được con ngựa là hên chứ ai về đâu, bây giờ cậu công tử té gãy chân rồi. Xui quá, xui quá. Rồi thì lúc đó là có giặc, cho nên là nhà vua đó là tiễn trai tráng, chiêu một trai tráng để đi lính, để mà ra biên cương chống giặc. Thì cậu công tử bị gãy chân, đâu có đi lính được. Cho nên là trai tráng đồng làng bị xung quân bắt đi lính, đánh trận thì có nhiều người mà ra đi không trở lại. Cho nên trời ơi, nhờ công tử gãy chân vậy mà không có đi lính, không có chết. Còn mấy thanh niên khỏe mạnh đi lính nó chết. Tưởng đâu là ổng xui mà té ra ổng hên. Thành ra đó, ở trên đời không có gì tuyệt đối là tốt đẹp hoàn toàn, mà nó là sự vận hành của pháp. Có lúc sự
thì nó hanh thông tốt đẹp, rồi nó có lúc thì nó cũng bị trở ngại, nó trắc trở, cái này thì khác. Thì á, quý vị thấy hiện giờ là ở Việt Nam ở đây bắt đầu trời rực sáng, nhưng mà ở chỗ của cô Nhật Quỳnh thì bắt đầu là chiều rồi. Thành ra đó, theo cái quy luật của thế gian, chỗ này bình minh thì chỗ kia đó là hoàng hôn, chỗ này là ban ngày thì chỗ kia là ban đêm, do cái điều kiện ở mỗi nơi nó vận hành, chỗ này thì nước lớn, chỗ kia là nước rộng, bởi vì cái sự vận chuyển vận hành của các tháp ở trong thế gian nó là vậy, đến lúc nó phải như vậy, thành ra đó, đang trong cái thời buổi này quý vị thấy rằng hồi trước này cái xã hội nó bị cuốn vào một cái vòng quay rất là mạnh mẽ, sản xuất rồi chạy theo các cái kỹ thuật mỗi ngày nó tiên tiến hơn, một cái vòng quay mạnh mẽ, một cái vòng xoáy của thế gian. Bây giờ sao? Đến lúc nó phải tạm dừng. Chứ mà nó dòng xoáy, mà nó xoáy hoài, nó nhấn chìm người ta chết hết trong cái dòng xoáy đó sao được. Cho nên đó, là nó tạm dừng. Những cái nhạc sĩ đó, không vậy, trong những cái bài hát quý vị biết rằng nó phải có những cái đoạn mà cao trào, nó lên cao, lên cao xong rồi đó, nó phải có những cái khoảng lặng. Chứ còn nếu mà nó cao hoài thì làm sao mà người ta hát nó nổi, thấy không? Cho nên nó phải lên cao trào rồi xuống, nó dừng lại, có cái khoảng lặng để cho nó nghỉ, nó lấy hơi chứ. Đó, thì cái thế gian này cũng vậy. Trời ơi, quý vị thấy sản xuất máy móc mỗi ngày tiến bộ vượt bậc. Khoa học, y học tiến bộ vượt bậc, đo quyền tạo hóa, thụ tinh trong ống nghiệm, ghép gan, ghép thận, đủ thứ hết. Nhưng tháp nó vận hành để cho thấy rằng á, cái khoa học, y học tiến bộ không thể nào mà vượt qua được cái sự vận hành, cái định luật của pháp. Cho nên á, khi mà chúng ta thấy cái thế gian mà nó đang lên tới đỉnh cao thì biết rằng chuẩn bị nó xuống thấp. Thành ra đó, khi mà như thấy những cái dụng cụ từ cái điện thoại cho đến xe cộ cho đến máy móc, mà khi mà sư nghe nói nó chế tác ra được những cái siêu máy tính trong vòng một phút mà nó có thể xử lý được cả 200.000 cái pháp tính, thì biết rằng cái trí tuệ nhân tạo đó, khoa học nó tiến bộ, chuẩn bị sẽ có một cái để cho nó kềm hãm, nó đứng lại đó. Thành ra đó, cái này nó phải nổ ra, cái sự vận hành của pháp là nó phải như vậy, để cảnh tỉnh con người đừng có quá tự hào. Cái máy siêu máy tính á, trong vòng một phút nó có thể xử lý 200.000 phép tính, nhưng từ đâu mà cái này nó có? Do cái tâm của chúng ta. Thì từ đó chúng ta mới thấy rằng á, con người làm ra cái siêu máy tính này, mặc dù nó mạnh thiệt, trong một phút nó xử lý được 200.000 cái phép tính, nhưng mà có sao?
cái tốc độ sanh diệt của nó không bằng cái tâm của con người. Hả? Chính vì trí tuệ con người tạo ra nó mà. Hả? Để chúng ta thấy rằng cái trí tuệ là nó rất là quan trọng trong đời sống. À, chúng ta hiểu biết như vậy rồi không có gì là mãi mãi, đúng không? Phải thay đổi. À, đông qua xuân lại trước thềm, hè về rực rỡ êm đềm thú sáng. À, cứ vậy. À, đông tàn lạnh hoài, tối ngày mà đóng băng tuyết đổ sao chịu nổi, thì có lúc nó phải mát mẻ dịu lại. À, rồi mát mẻ dịu hoài đâu có, phải có nóng. À, nóng mát. À, nó xen kẽ nhau, người ta mới sống được, cây cỏ mới xanh chồi nảy lộc, mới phát triển, đúng không? Thành ra đó, chúng ta khi mà thấy thì cái phàm nhân người ta hồi lúc mà thuận lợi, à, người ta vui mừng hân hoan, tự phụ tự đắc, công cao ngã mạn. À, mà khi mà gặp hoàn cảnh bất thuận lợi, à, khổ đau, khóc lóc, uất ức, buồn rầu. À, nếu chúng ta biết rồi nó sẽ qua. À, quy luật nó là vậy. Mưa dầm một năm bữa, mười bữa, nửa tháng nó cũng hết chứ. Mưa hoài ai chịu nổi, phải không? À, cho nên là phải mưa dầm rồi sẽ có nắng lên. À, mà nắng năm mười bữa, nửa tháng, một tháng hai tháng rồi cũng phải có mưa. Đó. Thành ra đó, bây giờ chúng ta sống thuận pháp, à, biết thôi bây giờ tới lúc mà mưa xuống, à, thì mình làm những cái điều mà nó phù hợp với cái điều kiện thời tiết. À, bây giờ trời mưa rồi, mình phải cày đất, à, trục bừa đâu đó rồi mình gieo giống nha. Còn mà tháng nắng thì mình làm việc theo cái tháng nắng. Chứ trời mưa rồi mình ngồi đó mình buồn rầu, mình khóc than. Tới trời nắng mình cũng ngồi đó mình buồn rầu, mình khóc than, mình không làm gì được hết. Cho mình biết quy luật. À, thì từ đó chúng ta sẽ không có khổ đau, không có sầu muộn. Rồi khi mà chúng ta gần gũi các bậc thiện trí thức rồi, chúng ta hiểu biết thiện, bất thiện. À, chúng ta tránh xa những cái ác bất thiện pháp, làm những cái việc lành, à, thì chúng ta tránh đi những cái quan trái, à, những cái bất thiện pháp của thân, của khẩu, của ý. À, chúng ta kiểm soát được cái nội tâm của mình. À, không để cho những cái phiền não nó sanh khởi, khống chế. À, chúng ta làm những cái điều không được tốt đẹp. Cho nên khi mà chúng ta gần gũi các bậc thiện trí thức thì chúng ta sẽ, à, đi đến những cảnh giới tốt đẹp. À, cái đời sống hiện tại được an ổn tốt đẹp rồi. Rồi mình thực hành thật nhiều những cái thiện pháp thì nó sẽ đi đến những cái cảnh giới an vui. À, rồi chúng ta sống thuận pháp, tùy pháp, chúng ta hiểu biết, chúng ta có sự chấp nhận, có sự tri túc. À, chúng ta sống hòa với cái điều kiện hoàn cảnh hiện có. À, cho nên chúng ta có cái sự an vui. À, sự khổ đau á, nó đến là do chúng ta không chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại. À, chúng ta tầm cầu cho nên chúng ta là đau khổ.
À, bây giờ cái trường hợp nó không an ổn là chúng ta ở nhà, ở nhà thì làm các công việc khác, à, hổm rại mà đi làm tối mắt tối mũi, à, mình mong có được cái ngày nghỉ nha. Trời, hổm lại làm mệt quá, có được một hai ngày nghỉ cho nó khỏe. Nhưng mà tới chừng mà người ta bắt mình nghỉ hiểu chịu thằng khổ, à, cái tâm của chúng ta cứ xây dòng nó chạy á, đi làm á thì muốn nghỉ, mà tới chừng mà người ta cho nghỉ thì là muốn đi làm, mà muốn thế này muốn thế kia muốn thế nọ. Cho nên là tại vì chúng ta không có sự hiểu biết, chúng ta không chấp nhận cái hoàn cảnh hiện thời là chúng ta đau khổ. Còn nếu mình biết, mình chấp nhận thì mình sẽ vui. À, thôi, mấy bữa trước đi làm cực quá, rồi bữa này ở nhà, à, mình lấy kinh, lấy sách là mình học, à, mình à, niệm lễ bái tam bảo, à, rồi mình niệm Phật, niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, ha, thì sẽ an vui. À, còn bây giờ á, cái điều kiện hoàn cảnh nó không cho phép, mà giờ mình đòi hỏi muốn đi sao đi được. Đó, bây giờ là cả thế giới là nó bị cô lập, bị khống chế hết rồi, à, ai ở đâu đó không có được đi tới lui, thì bây giờ mình ở yên thì mình sẽ xử lý, mình làm những cái công việc theo cái điều kiện thích hợp, à, thì nó không khổ đau, à, thì mình sống một đời sống an lạc, à, cho nên á, khi mà chúng ta biết, chúng ta đừng bao giờ biểu hoàn cảnh phải phù hợp với mình, mà mình phải chuyển đổi cái suy nghĩ, cái tâm trí của chúng ta để phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, thì chúng ta sẽ an vui. À, thì an vui ở đây là cái hạnh phúc, cái an lạc ở trong nội tâm chúng ta, chứ không phải phụ thuộc vào vật chất bên ngoài. À, thì cái an lạc đó nó sẽ tốt đẹp. Nhưng cái phần kết luận của Đức Phật đó, tất cả những cái điều đó nhằm cái gì? Nhằm giải thoát mọi khổ đau. À, khi mà chúng ta đạt đến trạng thái xả ly những cái phiền não đã đào bứng tận gốc rễ, nó không còn sanh khởi được nữa, à, lúc đó đó những cái khổ đau sầu bi khổ u não, những cái phiền não tham sân si đã đoạn tận, à, đã được cái gươm trí tuệ, à, đoạn trừ, à, đào bứng tận gốc rễ, à, thì lúc đó chúng ta mới gọi là được giải thoát, và gánh nặng đã đặt xuống, à, những điều cần làm đã làm xong, à, sau đời sống này không còn tái sanh. Đó là cái mục đích của sự tu tập, à, của sự gần gũi các bậc thiện trí thức, học pháp, hành pháp, à, chỉ nhằm mục đích là đi đến sự đoạn trừ, à, tất cả các phiền não, các cái thần thúc lậu hoặc, à, nó tiềm miên, nó ngủ ngầm trong chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, nó trói buộc chúng ta trong dòng sanh tử luân hồi, à, nó cột trói chúng ta vào cái vòng quay, à, sanh tử bất tận của thế gian,
nó giam hãm chúng ta ở trong tam giới. Mà khi mà chúng ta đoạn trừ tất cả phiền não, chúng ta đến những cảnh giới an vui của nội tâm, thì chúng ta giải thoát. Đó là cái mục đích tối hậu. Cho nên trong cái đoạn này thì tất cả các cái vị chư thiên đã nói lên những cái lời kệ đó. Và cái câu kết luận của Phật là khi mà chúng ta gần gũi thân cận với những bậc thiện trí thức, chúng ta học pháp, hiểu pháp, hành pháp, từ kẻ phàm nhân, từ kẻ phàm phu, chúng ta bước lên một nấc mới là cái người phàm phu có giới. Người phàm phu có giới thì nó tốt hơn cái người phàm phu mà tục tử ở thế gian không biết gì hết. Rồi từ cái người phàm phu có giới đó, chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập để trở thành bậc thánh hữu học. Là nó có một cái sự tiến bộ rồi. Rồi nếu mà chúng ta nỗ lực cố gắng bào trữ bổ túc đầy đủ các pháp độ để đạt đến sự giải thoát, đào bứng diệt trừ tận gốc rễ phiền não, thì cái đó là một cái thành quả lớn lao. Thành ra đó, cái mục đích tối hậu, cái mục tiêu cuối cùng là đi đến sự giải thoát. Nhưng mà từng bước chúng ta phải có một cái đời sống an ổn tốt đẹp, rồi chúng ta phát triển trí tuệ, phát triển những cái kinh nghiệm trong học tập cũng như trong thực hành, để đạt đến cái mục tiêu cuối cùng là chấm dứt, giải thoát mọi khổ đau. Thì đó là cái lời dạy của Đức Phật ở trong cái bài thứ nhất này, là với người thiện. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, và kính chúc quý vị có một cái niềm tin, mặc dù là còn là phàm nhân, nhưng mà chúng ta có một cái niềm tin vững vàng vào tam bảo. Nhớ lời dạy của Đức Phật, mình phải làm cái điểm tựa, tự mình nương lấy mình, tự mình phải nương vào pháp bảo, tự mình phải nỗ lực thực hành, thì chúng ta sẽ được an vui. Chứ còn mà đối với đời sống vật chất máy móc bây giờ thì không có thể nào mà đem đến cho chúng ta một cái đời sống an vui được. Và chúng ta hiểu biết hoàn cảnh, chúng ta có sự chấp nhận, sống tri túc, biết phải xử sự đối với hoàn cảnh như thế nào để đem đến một cái đời sống tốt đẹp an vui, không mong cầu mà cũng không xua đuổi. Chúng ta sống thân pháp tùy pháp và nỗ lực cố gắng tu tập, phát triển những cái kinh nghiệm quý báu để gìn giữ một cái nội tâm an tịnh tốt đẹp, không để cho phiền não nó có dịp để nó sanh khởi. Thì như vậy, mặc dù chúng ta chưa đạt đến các thần thánh, nhưng mà chúng ta cũng tương đối có một cái đời sống nội tâm an ổn, tốt đẹp. Và mục tiêu của chúng ta là phải cố gắng nỗ lực để đạt đến sự giải thoát. Cầu mong tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, có sự an ổn, an vui,
cho chính bản thân cũng như trong quý quyến, và nỗ lực tu tập với phước báo này, cầu mong chư thiên quan hỷ, và cầu mong tất cả chúng sanh vượt qua những khổ đau bệnh tật, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ thì xin cùng thỉnh chư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý trung nữ cũng như quý Phật tử cùng nhau thảo luận thêm về cái lời dạy của Đức Phật trong cái đoạn kinh này, qua những cái dần kệ của các vị chư thiên đã nói lên và lời dạy của Đức Phật. Thì kính cung thỉnh chư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý vị. Và bây giờ thì xin mời Đạo Trang. Dạ, xin nhường mic lại. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai, con xin thay mặt Đạo Tràng thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Thọ Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay để chúng con nghe, học và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Con cũng xin thay mặt Đạo Tràng thỉnh sư nghỉ ngơi trong giây lát, sư dùng tạm một tách nước ở tỉnh thất thiền hữu bạch sư. Dạ, nghỉ ngơi trong chốc lát để con mời Đạo Tràng ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Thanh Thủy ơi, trích niệm từ, trích tâm phương. Dạ, chị Meta, được Quỳnh thấy Kim Nhung mới về vào Đạo Tràng. Kim Nhung có cần bài học không Kim Nhung? Nếu Kim Nhung cần bài học thì được Quỳnh bớt tiếp tục để cho Kim Nhung đọc hiểu và có câu hỏi với sư ư không? Cần phải không? Để Nhật Quỳnh vất lên nha. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Xích Kim nè, Xích Niệm Từ nè, Thanh Thủy nè, Xích Duyên nè, Xích Tâm Phương, chị Meta. Thế rồi còn ai nữa? Còn ai nữa? Xu Khá thì cũng mới vào, Kim Nhung cũng mới vào, Nhật Quỳnh mà mời lên là bị rầy. Phải không Kim Nhung? Trời ơi, mới giờ vô cái chị kêu lên sao biết đường đâu mà nói. Nên Nhật Quỳnh để cho Kim Nhung và Sú Khá, anh Lục Khá nè, ngồi nghỉ mệt chút đi ha. Dạ, Thanh Thủy có nghe Nhật Quỳnh nói không Thanh Thủy? Xích Niệm Từ, Xích Kim, Xích Tâm Hương. Dạ, hay là quý vị đắc ngủ thiền hết rồi. Alo, alo, cho một tín hiệu đi. Dạ, mời Xích Kim. Con xin kính chào Sư Chí Đức, Sư Pháp Thanh, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Chèn ghét ơi, cô vừa mở miệng, cô nói để cho sư nghỉ mệt chút. Cô kêu lên, bỏ nhọn tôi lên là nhiều thứ chuyện lắm. Tôi hỏi là sư phải nói tiếp rồi. Sao cô không tóm được cái bài lại đi, cho nó gọn đi. Rồi cô hỏi này hỏi cái kia, cô vừa mới nói là để cho sư nghỉ một chút. Thì cho sư nghỉ một chút đi. Ai, trời ơi, không dám. Kêu tôi lên rồi bây giờ có nghe tôi nói cái gì nói rõ không? Sao không thấy ai cho tín hiệu nghe rõ gì trơn vậy trời? Rõ hả? Có một người nghe rõ thôi, còn mấy người kia tín hiệu bị ngắt hết trơn sao? Ha, sư Pháp Thanh nha, sư khỏe không? Sư con mời sư uống nước nha, sư tự tự uống nước nha sư. Đặt ra con đang kết bài. Để coi con tóm tắt cái bài này. Bây giờ con đang ở tư phẩm sang tham nhỉ? Okay. Phẩm người thiện. Nhật Quỳnh cho rồi mà cô không nhìn. Cô hỏi chứ đừng tóm tắt. Hỏi là sư phải trả lời liền đó. Bây giờ muốn tôi hỏi phải không? Ok, tôi hỏi. Không tóm tắt, ý là tôi nói tóm tắt là tôi nói lại đó. Tại cái bài này rất là dài, sư giảng rất là dài. Tôi lấy những ý chính của sư nói, tôi nói lại. Cũng như lặp lại một lần nữa, cũng tốt thôi, chứ đâu có xấu đâu. Còn nói mà tôi là sư phải trả lời nữa, sư nói một tiếng mấy rồi đó. Trời ơi. Ok, hỏi ha.
hỏi nè, nghe rõ nè. Dạ con thưa sư, trong cái câu này thì nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, nó chỉ có 6 cái phẩm, có những cái chữ chánh thôi. Như là phẩm cái chỗ số 3 là cái chữ tốt hơn, rồi thứ tư là được tuệ, được tuệ là được trí tuệ. Số 5 là không sầu, không sầu giữa sầu muộn, tức là không có sân, không có tâm sân. Số 6 là sanh thiện thú, tức là sanh thú cái chỗ cảnh thiện, cảnh an vui. Cái số 7 là được hưởng lạc, là được trong nhàn cảnh hưởng lạc, tức là an lạc trong cái cảnh giới mình đang ở. Thì số 8 là niết bàn. Trong cái câu này thì từ phẩm số 3 tới phẩm số 8 một, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu cái, thì con thấy có những ba câu đầu đều lặp lại. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi với người thiện, biết diệu pháp người hiền. Con muốn hỏi sư là người lành, người thiện, người hiền, nó có những điểm gì đặc biệt khác nhau không? Đó là câu hỏi thứ nhất của con. Câu hỏi thứ hai, con nghĩ rằng cũng như cái này Đức Phật dạy về pháp tuần tự, tuần tự pháp. Tức là Đức Phật kêu mình gần với thiện chí nhân, tức là người mà có biết pháp, biết giữ giới và biết nhiều diệu pháp, tức là biết chánh pháp rất nhiều. Thì gần những người đó thì mình sẽ cuộc sống của mình tốt hơn, có nhiều trí tuệ phát triển. Khi trí tuệ phát triển thì trong những cảnh khổ đau sầu khổ thì mình không có sầu muộn, mình được cái tâm mình thì an lạc trong cái cõi mình đang sống. Thì những điều đó thì chứng tỏ kiếp này mình làm những điều thiện, điều tốt, thì cái sanh thú kế tiếp của mình phải là cái thiện thú rồi. Thì trừ cái thiện thú đó, mình từ từ mình tu tập tiếp thêm nữa, thì nhiều đời nhiều kiếp như vậy thì mình sẽ được giải thoát. Thì con nghĩ giống như vậy. Thì trong này thì Đức Phật cũng giảng những điều như là tu thập thiện trong các 38 phẩm hạnh phúc, rồi cũng như tới giải thoát, thì những cái điều này gom lại cũng là nói về tứ đế thôi, khổ tập diệt đạo. Thì giải thoát, con đường giải thoát tức là phải hành đi khổ đế mà không còn đau khổ nữa, không sầu giữa sầu muộn, giải thoát mọi khổ đau. Đã tới giải thoát là niết bàn rồi. Thì niết bàn thì khi mà có diệt đế thì nó vắng mặt đi tập đế. Tập đế là những nguyên nhân làm ra cái khổ đế, làm những sự khổ. Thì con hiểu cái đó rồi. Con thì tiếng Hán, tiếng Việt con không có gành nó. Sư cho con biết giữa người lành, giữa người thiện và người hiền nó khác nhau như thế nào. Thì sư mà giảng trong này thì ý con nói gì đó, thì nói vòng vòng về tu tập thiện, rồi biết tứ đế, cái cuối cùng là giải thoát được mọi khổ đau, tức là không còn tập đế nữa. Con hiểu như vậy thôi. Sư từ từ sư giải thích. Con xin trả máy lời và con xin cảm ơn sư trước ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh, dạ. Cảm ơn cô Kim đã cho sư thời gian hít thở 5 phút. Cái thắc mắc của cô Kim thì ở đây chúng ta chắc là cũng có nhiều. Cũng có nhiều Phật tử họ cũng thắc mắc. Thì theo trong lời Đức Phật dạy, ở thế gian này, nếu mà đặt tên theo cái tục đế của thế gian thì rất là nhiều. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu lời Đức Phật dạy thì thế gian này nó có 2 loại người. Người ác và người thiện. Thế nào là người ác?
Người ác là ý suy nghĩ ác, khẩu nói ác, thân làm ác. Nè, thì quý vị học công vi diệu pháp là cái này nó thuộc về cái gì? Nó là thân khẩu tri, khẩu biểu tri. À, đó. Mình biết được cái người đó là người ác hay là người thiện, nó phân biệt qua cái lời nói, cái hành động. À, chính vì cái sự suy nghĩ, à, ý suy nghĩ ác, nó mới dẫn đến cái khẩu ác, nó mới dẫn đến cái thân ác. À, cho nên á, là qua cái biểu hiện, cái đối xử, cái cung cách, à, lời nói, hành động, chúng ta sẽ biết được cái người đó là người thiện hay người ác. À, những người nào mà nói gây những cái lời tổn hại khổ đau, à, những người làm những cái gây tổn hại khổ đau cho chúng sanh khác, à, là người ác. À, rồi ngược lại người thiện là sao? Ý suy nghĩ thiện, khẩu nói lời thiện, thân làm những điều thiện, à, là người thiện. À, chính vì những cái người này đó, họ suy nghĩ về những điều thiện, cho nên đó, họ mới nói ra những cái lời thiện lành, họ mới làm những cái điều thiện lành, à, làm những điều lợi mình lợi người, nói những lời hòa nhã tốt đẹp, nói với tâm từ, à, nói với trí tuệ, à, làm nói hợp thời hợp lúc. Hả? Thành ra ở thế gian này thì rất là đông đảo chúng sanh, nhưng mà có hai loại thôi. À, à, còn theo tục đế thì người lành, người thiện, người hiền là cái người thiện, à, vậy thôi. Còn người ác thì ôi, nó cùng hung cực ác, nó hỗn hào, rồi nó thế này thế khác, thì cái đó là tùy theo cái định nghĩa của thế gian. Ừ, nhưng mà chúng ta phân biệt ra hai loại đó để mình biết. À, cho nên á, chúng ta biết như vậy để chúng ta hiểu biết. À, chứ nói như mấy Phật tử ở trong đây thì như cô Meta nè, rồi Nguyên Trang nè, cô như Nhật Quỳnh, rồi kia nó nói chuyện nhỏ nhặn, nhã nhặn tốt đẹp, nó nói cái người đó nói chuyện nghe nó hiền quá ha, cô Kim tốt quá ha, thì để gì, để người ta phân biệt theo cái so sánh ở trên cái tính chất chế định tục đế của thế gian. À, rồi người nói trời ơi, cái người đó nói sao nghe mà dữ tợn quá, mà có cái hành động hung ác quá này kia, thì sao? Nó là theo cái định đặt, cái định nghĩa của thế gian thôi, nhưng nó chỉ có hai cái ác hay là thiện, à, vậy thôi. Còn hãy nói là theo thiện hoặc là bất thiện thì có hai cái vậy, à, để mà mình dễ phân biệt, à, qua cái thân nghiệp khẩu nghiệp, à, mình biết được cái nội tâm của người đó, à, qua thân khẩu tri, khẩu biểu tri, thì chúng ta sẽ biết được cái ý nghĩ của người đó trong nội tâm.
À, ta nói sao? À, trong nhà có quân tử, ngoài cửa quân tử đến. Chính vì trong cái nội tâm của người đó, đó họ suy nghĩ những điều tốt đẹp, những điều thiện lành, à, thì họ mới nói ra những cái điều tốt đẹp thiện lành. À, còn á, trong cái tâm á, họ suy nghĩ những cái điều ác thì bắt buộc mà họ phải nói lên những cái điều độc ác, họ làm những cái điều độc ác vậy thôi. À, đó là qua cái trạng thái tâm của mọi người và qua cái hành động nói năng, à, mình sẽ biết được cái người đó là người như thế nào. À, quý vị nói có gì cái gì, thường thường nói khẩu xà tâm Phật, không có đâu. Quý vị thấy có khi nào mà Đức Phật mà thốt lên những cái lời mà không được tốt đẹp hay là nguyền rủa chúng sanh nào khác? Đức Phật và chư thánh tăng không bao giờ có những cái vấn đề đó. Thành ra đó, những cái việc đó là chư thánh A-la-hán không bao giờ làm được. À, đó, mình phải hiểu vậy. Mà nếu mà cái người phàm phu, cái người chưa có sự hiểu biết, chưa có học, à, đó, thì sao? Họ luôn luôn làm những cái điều không có được tốt đẹp, trái quấy. Đó, nhờ có học, hiểu biết, à, thì họ lần hồi họ sẽ từ bỏ những cái thói hư tập xấu, à, để được tốt đẹp hơn. À, cho nên đó là chúng ta phải hiểu vậy. À, chứ còn mà ta nói tại vì cái tánh nó vậy, cái nó nói như vậy nhưng mà tâm nó tốt lắm, mà tâm nó không phải như vậy, không có. Họ nói chưa có chính xác. Có đôi lúc cái tâm phàm nhân của chúng ta đó nó còn dao động giữa thiện và bất thiện. À, có những lúc cái tâm nó hướng về điều thiện, à, thành ra đó nó nói lên những cái lời thiện lành, à, nó làm những cái điều thiện lành, nhưng mà cái lúc á cái nội tâm nó đang bị phiền não, tham lam, sân hận khống chế, thì bắt buộc nó phải nói ra những cái điều không tốt đẹp, nó phải làm những cái điều không tốt đẹp. Thấy không? Chứ không có nói là khẩu xà tâm Phật là cái đó là không có đúng. À, nhưng mà chúng ta phải hiểu, à, những lúc nào mà chúng ta bị phiền não khống chế, à, tràn ngập trong nội tâm thì chúng ta tạm thời, à, anh ta nói sao phải không? Khi mà tức giận lên á, đừng có nói, đừng có làm gì hết, à, chạy đi rửa mặt, chạy uống miếng nước. À, còn có người á thì khi mà họ tức quá, nhưng mà mấy người này họ còn biết là sao không, họ tức quá họ không trả lời, họ không nói, nhưng mà họ chạy vô phòng đóng cửa lại. À, thì cái đó là cái phương pháp mà để tạm thời để khống chế, để khẩu không nói ác, thân không làm ác. À, còn nếu mà khi mà chúng ta là người có sự tu tập, có sự quán xét nội tâm thì sao? Ngay lúc đó mình biết là cái tâm mình đang có cái gì nó sân khởi. À, thì Đức Phật đã giải này chứ thì không, khi nào nội tâm có tham, có sân thì phải biết rằng lúc đó tham, sân đang
chế ngự trong nội tâm. Hả? Kịp thời kiểm soát mình, khống chế, mình có những cái phương pháp đấu tranh. Chứ khỏi cần phải chạy đi rửa mặt, đi tắm, đi uống nước, hay là chạy vô phòng đóng lại. Hả? Còn phàm nhân, nếu mà không có học thì họ sẽ làm theo bản năng. Lúc đó mà nó sân hận qua, nó tức quá thì bắt đầu là nó làm liền, nó nói lên hoặc là hành động vậy thôi đó. Thành ra đó, qua cái biểu hiện thì mình sẽ biết được người nào là người ác, người nào là người thiện, qua cái thân biểu tri, khẩu biểu tri, để mình biết được cái nội tâm của người đó, cái trạng thái tâm của người đó lúc đó. Chứ luôn luôn nó là cái quy luật giữa danh và sắc. Nói như vậy thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Alo. 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 Cảm ơn người ta. Cô Nhật Huỳnh ơi, bạch sư, sư đã xuống mic rồi. Bây giờ thì con cho con xin có ít lời tí. Dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ bạch sư, sư nói con thấy rất là hay, thì con cũng đã dâng những cái cành hoa cho sư. Thì con thấy rằng là bây giờ trừ mình cũng không biết ai là đúng, và cũng chẳng biết ai là sai, không biết ai là cái tâm tốt và cũng không biết ai là tâm không. Giống như sư vừa nói đó, sư nói là khẩu xà thì tâm Phật, thì con thấy giống như sư, làm sao mà khẩu xà tâm Phật được? Một khi mình muốn nói những cái gì đó là cái tâm mình nó mạnh mẽ lắm, tự nhiên mình nói ra những cái lời mà mình không có suy nghĩ đó, quá dễ vui. Cho nên con cứ học theo cái kế mà luật nhân quả, cái gì mà đáng nói thì con nói, mà cái gì không đáng nói thì con không dám nói. Còn ai mà hơi một tí thì con cũng thâu cu rút lui vậy đó. Còn con không biết họ như thế nào thì con cũng không có đánh giá, nhưng mà lúc nào con cũng nguyện là Đức Phật cho con một cái trí tuệ. Nhưng mà con thì con sống với cái xã hội rồi, lúc nào con cũng bị thiệt thòi ấy. Từ vì cái con có một cái là con hay tin người dữ lắm, sư, tin dữ lắm. Yeah. đó giống như Nhật Quỳnh đúng đó, giống như Nhật Quỳnh cũng hay tin người lắm. Đã thành thử bây giờ thôi, không tin, lỡ tin thì thôi tin luôn. Là tốt thấy là mình tốn chạy đi đó, và mình tốn chạy. Chứ còn đừng có nói rằng cái miệng tôi nói đó, nói tùm lum tà la, nhưng mà cái tâm tôi tốt, và không bao giờ có chuyện đó. Nhiều khi cái câu nói của mình ra rất là đơn giản, rất là đơn giản, nhưng mà cái người mà ta nghe, người ta cứ nói cái cô đó nói thật đó, rồi tự nhiên nó gây ra một cái sự mâu thuẫn giữa đâu đây. Cho nên tốt hơn hết là cái lời nói chơi mình cũng nên nói đúng chỗ, hoặc là nói cái gì đó vẫn nên lựa lời nói, chứ không có nên gặp đâu mình phan đó là nó không có đúng. Thì con thấy bạch sư giảng giải con nó rất là hay. Không bao giờ có cái mà khẩu xà mà tâm Phật, và không bao giờ có câu đó, nên con cũng rất là hỷ với cái câu giải đáp của sư. Dạ bạch sư, con xin nhường xuống mic để nhường mic lại cho chị Nhật Huỳnh ạ.
Xin mời chị Nhật Huỳnh nhận biết giùm. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Dạ, không biết là đạo tràng còn nghe được không ạ? Dạ, dạ, cảm ơn cô Lạc Tê, cảm ơn cô Kim, cảm ơn Châu Phan, cảm ơn Hồng Thị Kim Dung. Hồi đó thì ngài hòa thượng có hòa thượng Pháp Lạc thì ngài hay nói 36 kế 36 kế hay là tam thập lục kế gì đó, tổng di là thượng sách. Thì trong 36 kế là có cái kế mà mình chạy hay mình chịu thua là chắc ăn nhất. Nó sẽ tránh gây cái quan trái, mình hơn thua, rồi mình cãi giả đúng sai, thì nó sẽ đem đến những cái kết quả không có được tốt đẹp, thấy không? Thành ra đó, có đôi lúc người ta nói sao, lùi một bước trời cao biển rộng, hay là sao, đôi khi phải biết dạy khờ, để lòng thanh thản, để đời bình an, đôi khi từ bỏ tính toan, để đời luôn có thanh thang nụ cười. Bây giờ á, với cái người mà họ tính toán quá thì thôi, mình phải nhường, thấy không? Bây giờ họ nói, nhưng mà mình biết đó, nhưng mà đều có cái thôi, bây giờ người ta nói là người ta đúng, thì giờ thôi để mình nhường. Người ta đúng thì mình sai, mình chấp nhận, mình nhường, thì nó sẽ đâu có cái quan trái. Còn nếu mà bây giờ á, người ta nó cố chấp nói là đúng, mà bây giờ mình cứ cố chấp nữa, thì thật ra hai người sai hết. Phàm nhân mình đứng trên cái khía cạnh này mình thấy là mình đúng, chứ chưa chắc phải là mình đúng. Mà bây giờ người ta đưa ra cái lý luận cái đó, là người ta đứng trên cái góc độ đó thì người ta là đúng. Mà bây giờ hai người cứ cãi hoài, thành ra là sai hết. Thành ra có cái câu chuyện mà sư đọc ở trong Thiền Tông, có hai vị đệ tử bữa đó ra đứng ở trên cái cầu, thì một vị mới thấy những cái con cá nó đang bơi lội tung tăng ở dưới nước. Vị này nói chứ, mấy con cá nó bơi lội tung tăng nó vui quá ha. Thì ông này ổng nói chứ, ông không phải là con cá sao ông biết nó vui. Hai người mới tranh luận với nhau. Ông này ổng nói chứ, ông không phải là tôi sao ông biết nó được. Cãi qua cãi về, cái bây giờ hai người mới nhìn lên cái lá phướng. Hai người mới cãi nhau. Ông kêu mới đấu lý, hỏi chứ bây giờ cái phướng nó động hay là gió động,
Thì ông này ông nói chứ là gió động, ông này ông nói phướng động. À, tại vì cái gió là nó rất là vi tế, mình đâu có thấy được. Nhưng mà nhờ cái sự chuyển động của cái lá phướng á, cái lá cờ á, cái tấm vải á, mình biết có cái sự chuyển động của gió. À, thì một người đứng trên cái khía cạnh mà thấy cái thực tế là cái miếng vải nó đang chuyển động, nó phất phơ, người nói là cái phướng động. Còn cái người kia đó nói là cái nhân, cái lá đó là cái quả. Nếu mà gió nó không có sự tác động, không di chuyển, thì làm sao cái phướng, cái miếng vải nó động được. À, hai ông cãi nhau. Hai ông cãi nhau thì ông thiền sư, ông ngồi trong cái cốc ngồi, ông ra muốn nói chứ. Tâm của hai ông động. À, bây giờ à, quý vị cho sư biết là ba nhân vật, hai vị đệ tử với ông thầy, tâm của ai động? Bây giờ mời tất cả quý vị cho ý kiến nha. Xin mời, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Thưa sư, con thấy tâm của hai cái ông nội kia là động, chứ tại tâm động thì mới thấy này động, cái kia động thôi, chứ tâm không động thì đâu có động. Con nghĩ cái đó là con coi trong cái hồi đó bên Bắc Tông, con có đọc sách bên Bắc Tông á, về lục tổ Huệ Năng đó. Ông thấy cái cờ kia là cái phướng, ông kia nói cái nhờ gió bay thì cái cờ nó mới bay. Ông kia nói chứ cái cờ nó không bay sao mình biết gió nó thổi. Thì có ông kia ông nói gió cũng không có, gió cũng không có cờ gì hết á, chỉ có tâm mấy ông động thôi thì mới thấy cái cờ nó động thôi. Thì đại khái vậy, thì tất cả mọi việc gì do tâm. Nếu mà gió có gió hay không có gió, cờ nó có bay hay cờ không có bay, nếu chúng cái tâm chúng ta biết cờ bay là cờ bay, gió thổi là gió thổi, nghĩa đó là sự vô thường, đâu có gì đáng phải nói về đứng cãi chi cho mất công vậy. Cãi ít rồi có nhiều khi sinh sự ra là thù oán. Ai đưa cái ngã lên bự quá, cái thân kiến bự quá, ai cũng cho mình là đúng hết. Cái đội gọi là kiến thủ đó sư ạ. À, con nghĩ rằng như vậy đó. Tự do cái tâm mà ra thôi. Dạ con xin hết, con xin trả máy ra. Nam Mô Bụt Thầy á. Dạ, cái câu trả lời của cô Kim cũng đúng. Nhưng mà nếu mà xét kỹ ra đó, thật sự ra đó, là hai ông đệ tử cũng động mà ông thầy cũng động nữa. À, hai ông này nó chấp thủ rồi. À, thì để cái câu chuyện mà nó cứ ồn ào hoài á, nó làm cho cái ông thầy cũng cái tâm sao động, cho nên ổng ra ổng ấy mới nói. À, thành ra đó mỗi người đứng ở mỗi cái khía cạnh, mình thấy được cái thấy ở cái góc độ của mình rồi sao. Nếu mà mình chấp vào đó đó thì nó mới sẽ sinh chuyện. Ở trong gia đình ấy, cha mẹ đứng là cái góc độ của người trên trước, bắt buộc con cái phải như vậy như vậy như vậy như vậy. Bổn phận con cái phải vậy mới được. Nhưng mà không có hiểu. Rồi con cái ở dưới này thì nó là thấy của nó ở một góc độ khác. Nó muốn như vậy như vậy. Thì từ đó hai bên có sự mâu thuẫn nha. Thì nó sẽ sanh ra cái bất hòa. Tại vì
hai cái tư tưởng nó không có cái điểm để mà gặp nhau, do cái sự chấp thủ, rồi mỗi người khư khư cái chấp vào cái sự hiểu biết của mình, thì nó sẽ đem đến cái không tốt đẹp. Cha mẹ thì thấy ăn cái món này tốt, ăn cái món kia bổ, ăn cái thức ăn nọ là có lợi, thế này thì khác. Nhưng mà nhiều khi cái món của mình thấy là tốt, là bổ, nhưng mà nó không hợp khẩu vị, nó không hợp với cái sự tiêu hóa cái cơ thể của con mình. Bây giờ mà ép nó ăn, bắt nó ăn hoài, mà mỗi lần ăn cái đó vô là nó khó chịu, cho nên là bắt đầu nó phản ứng lại, mà mình thì mà nó chịu, cho nên là từ đó mà có sự bất hòa, có khổ đau. Cho nên biết mình phải dung hòa. Có những thứ mình cho là tốt, mình cho là lợi ích là thế này thứ khác, nhưng mà chưa chắc gì cái người khác cũng phải có lợi ích. Thành ra đó, chúng ta phải thấy là cái trí tuệ cao siêu của Đức Phật. Đức Phật đâu bắt ai tất cả là phải theo Ngài. Quý vị coi lại trong kinh, đâu phải tất cả mà các cái vị Bà La Môn mà đi đến luận đạo cật vấn với Đức Phật rồi đó, Đức Phật biểu họ từ bỏ cái tôn giáo của họ đi theo Phật không? Đó. Đức Phật không bắt buộc ai phải xuất gia hết, tại vì mỗi người có cái hoàn cảnh riêng, mỗi người có cái điều kiện riêng. Bây giờ người ta phải đang lo cho vợ, lo cho con, lo cho cha, lo cho mẹ. Bây giờ nếu mà biểu người ta tự bỏ xuất gia hết thì sao? Cho nên là tùy theo điều kiện hoàn cảnh, mỗi người do nhân, do duyên, nếu xuất gia được thì cũng tốt, mà nếu không xuất gia, là người cư sĩ thực hành các cái thiện pháp, các thiện sự, làm tròn bổn phận, phụng dưỡng cha mẹ, lo cho gia đình, làm tròn bổn phận của mình là cái người con, người chồng, người vợ, làm tròn bổn phận là người công dân trong đất nước, thì như vậy là cũng tốt đẹp rồi, đúng không? Thành ra đó, khi mà chúng ta hành thiện thì chúng ta bản thân mình có được sự tốt đẹp, nhưng mà chúng ta đừng bắt buộc người khác phải theo mình, đúng không? Ai có khả năng giữ được giới nào là tốt giới đó, ai có khả năng giữ tròn được năm giới thì có được năm cái phước, ai có khả năng phát triển được tám cái giới, gìn giữ tốt đẹp tám cái giới thì có tám cái phước. Bây giờ người ta có điều kiện người ta giữ được bốn giới, nó có bốn phước, có gì đâu, không? Mình đừng bởi vì mình giữ được năm giới, tám giới mình chê trách người khác. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu mỗi cá nhân nó có điều kiện khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Thành ra đó, đừng có chê trách ai hết. Mình cũng chưa chắc gì mình tròn đâu. Nhân vô thập toàn mà. Chỉ có các bậc thánh, các bậc thánh nhân, các bậc chánh đẳng chánh giác, thì lúc đó là các ngài đã tròn hết rồi. Bởi vì các cái phiền não đã diệt trừ hoàn toàn rồi. Còn mình phàm nhân thì thôi, mình cũng biết đôi lúc mình cũng chế chẩm rồi chút đỉnh đi, đừng có khắt khe quá. Thành ra Đức Phật dạy nhau,
cái điều quan trọng là tự mình thực hành như thế nào. À, chứ mình đừng có bắt buộc người khác phải hành như thế này, phải hành như thế nọ. À, để rồi có cái lời qua tiếng lại nó không tốt đẹp. À, thì kệ, ta hành được ba giới là cũng tốt rồi. Tốt hơn là người không có giới nào, thấy không? Mà thậm chí người ta giữ được một giới là cũng tốt hơn. Tốt hơn là cái người mà cái người ác, người bất thiện. Thành ra đó, ai còn phàm nhân thì cũng còn những cái phiền não. À, thì mỗi người có mỗi cái hoàn cảnh, chúng ta đừng có bắt buộc ai phải theo mình, phải như mình. À, mà mình á, cũng biết, phải biết để mình đi theo cái con đường của mình. Mình đừng có chạy theo ai hết. À, kể họ, điều kiện hoàn cảnh của họ khác thì họ thực hành theo cái phương pháp, theo cái sức khỏe, theo cái điều kiện của họ. Còn mình khác thì mình hành theo cái điều kiện sức khỏe của mình. Miễn làm sao chúng ta cố gắng nỗ lực thực hành, tránh xa những điều ác, làm những việc lành, luôn luôn phản tỉnh xem xét, giữ gìn nội tâm được tốt đẹp, không để cho phiền não nó tràn ngập, nó khống chế, vậy là tốt rồi. Thành ra đó, chúng ta nên biết, và chúng ta trong đời sống, sự tu tập, mình cũng phải nguyện chuyển theo điều kiện của bản thân và điều kiện của mỗi người, thì nó sẽ đem đến cái sự an vui, tránh những cái cãi giả bất hòa nó không tốt. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Và bây giờ thì xin còn mấy phút nữa, mời quý vị có thắc mắc gì nêu tiếp, còn không thì xin mời cô Như Quỳnh hoặc cô nào lên sám hối và kết thúc buổi sinh hoạt. Cầu chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, an vui và nỗ lực tu tập. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá. Dạ, sa thủ sa thủ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thầy Giá. Dạ, theo như lời sư nói, còn vị nào có gì thắc mắc không? Còn được 6 phút. Có vị nào thắc mắc thì cứ việc đưa bàn tay lên thì sư sẽ giải thích để mình không có phải có cái thắc mắc mà để trong lòng. Dạ. Kim Nhung có thắc mắc gì không? Kim Nhung có câu hỏi gì không? Dạ. Hồi nãy thì Nhật Quỳnh mời quý vị lên hỏi, mà cô Kim nói sao không để sư nghỉ ngơi, để cô Kim tóm tắt. Nhưng mà không biết cô Kim còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Kim ơi, còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, Kim Nhung nghe, không biết Thích Kim có nghe không? Dạ, đúng rồi, Thích Kim nghe. Nhật Quỳnh xin giải thích với Thích Kim là lý do Nhật Quỳnh làm MC, nên Nhật Quỳnh phải mời quý vị thôi. Nhật Quỳnh lên mà Nhật Quỳnh hỏi, Nhật Quỳnh thắc mắc, Nhật Quỳnh gom bài là không phải đối với giảng sư. Tại vì Ngài Trí Đức có dạy rồi, giảng sư là bỏ ra chất xám rất là nhiều để giảng bài học, không cầm cái bài lên là giảng liền. Nên khi mà mình nghe thì mình có thắc mắc cái gì thì hỏi, thì vị đó sẽ giảng cho mình nghe. Chứ nếu mà mình lên mà mình gom bài lợi đó thì không khác nào mình giỏi hơn sư sao. Nên là không bao giờ, nên đừng có bao giờ nghĩ Nhật Quỳnh gom bài. Dạ không có đâu, chỉ ngồi nghe sư giảng thôi, rồi để ý có câu nào mà trong đó, mà nếu Nhật Quỳnh mời quý vị lên, quý vị hỏi rồi thì Nhật Quỳnh khỏi hỏi nữa. Dạ, chứ còn Nhật Quỳnh không có vô phép mà lên sư giảng xong rồi lên gom bài học. Dạ không dám, bởi lúc nãy
Thích Kim hỏi nó Nhật Quỳnh nó không dám. Phải không chưa Phan? Đâu Nhật Quỳnh đâu có dám như vậy. Dạ. Được sư giảng là tốt lắm rồi. À, chứ còn mình thì như Nhật Quỳnh học hỏi đâu có biết bao nhiêu. Tí xíu xíu học cát trên sa mạc à. Mà gom gom hồi là lạc đề liền, bảo đảm luôn. Nên là không có dám gom. Nên Nhật Quỳnh đã lại Thích Kim này. Dạ, năm mươi. À, bây giờ còn có 4 phút rồi bạch sư. Nếu con nhà bạch sư trả lời là quá giờ, tại còn mấy phút thôi. Dạ, con thì cũng có câu hỏi sẵn rồi, nhưng mà phải nhường cho trong đạo tràng hỏi trước, chứ mình làm MC mình cầm mic mà mình hỏi rất là vô duyên. Dạ. Dạ, năm mươi bích hai giá. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Ủa ta mang ghê nào quên. Hỏi hết giờ rồi, giờ còn có mấy phút mà Kim Nhung. Mình hỏi không kịp đâu. Hỏi rồi sang mít qua, sang mít lại sư giải thích không có được đâu. Dạ, để khi khác nha. Nhật Quỳnh mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối nha. Ua ta mang ghê na quanh đê hăng ba đà phẳng xâm và ruột ta mang bùa tệ vô khá lý tổ đô sơ bụt thô. Cà mà tù tăng mà mang còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn kỳ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ủa ta mang ghê nà quạnh đê hăng thầm anh cho Đức Quý Thăng quà răng thầm mê vô khá li tô đổ sô thầm mô thầm mà tù tăng mà mang còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ủa ta mang ghê nà quạnh đê hăng sẵn khanh cha đưa vị thó ta mang sẵn khê vô khá lý tổ đô sâu sẵn khô thầm mà tù tăng mà mang còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là hàm tăng tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thường tọa pháp thanh từ bi chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Và con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Ga giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức. Xin chào tất cả quý vị. Thì buổi sinh hoạt hôm nay đến đây cũng vừa phải lẽ. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể càng ngang. Và kính chúc quý Phật tử luôn luôn an vui với những việc lành, những phước báo công đức của quý vị đã tạo trong thọ trì gìn giữ ngũ giới, rồi học pháp hành pháp trong bố thí trì giới tu tiến với những nỗ lực phục vụ Phật pháp, thì cầu mong cái phước báo đó xin gia hộ cho quý vị luôn luôn có sự an vui, những điều thuận lợi trong đời sống, vượt qua những khốn khó bệnh tật. Và cầu mong tất cả chư thiên ban hỷ với các thiện sự đó. Cầu mong tất cả chúng sanh luôn luôn được an vui. Cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại an vui hạnh phúc. Avatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhuta nupave nasada sothi phavantu te avatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma nupave nasada sothi phavantu te Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha nupave nasana sothi phavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích
được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy.